Bệnh vẩy nến hồng có lây không và cách điều trị hiệu quả. Bệnh vẩy nến hồng có lây không luôn là câu hỏi băn khoăn của nhiều người khi mới mắc bệnh, làm họ cảm giác lo sợ lây sang con cái hoặc người thân. Bài viết hôm nay sẽ giúp mọi người giải đáp thắc mắc này một cách chính xác và hiệu quả. Một bệnh vẩy nến hồng là gì? Vẩy nến là bệnh tự miễn mãn tính, tái phát nhiều lần trong đời. Bệnh gây các triệu chứng chủ yếu trên da, tuy nhiên, không ít trường hợp, vẩy nến còn ảnh hưởng đến móng và khớp. Các triệu chứng phổ biến nhất của bệnh vẩy nến bao gồm da đỏ, sưng lên và bị viêm. Đường kính tổn thương có thể rộng 20 cm. Trên tổn thương da xuất hiện các loại vảy trắng hoặc bạc. Da khô có thể nứt và chảy máu. Cảm giác ngứa và rát xung quanh các mảng. Hai, bệnh vẩy nến có bị lây không? Vẩy nến là bệnh ngoài da không phải do virus hay vi khuẩn gây nên. Do đó, bệnh vẩy nến không lây nhiễm từ người này sang người khác thông qua việc tiếp xúc lẫn nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể nắm tay, ôm, hôn, dùng chung vật dụng, quần áo với người bị vẩy nến mà không cần phải lo lắng gì. Tuy nhiên, vẩy nến được nghiên cứu cho thấy có tính di truyền, 10% con mắc bệnh nếu bố hoặc mẹ bệnh, 40% con mắc bệnh nếu cả bố và mẹ đều bệnh. Ba, nguyên nhân gây vẩy nến là gì? Hệ miễn dịch rối loạn. Thông thường, các tế bào bạch cầu T của hệ miễn dịch có chức năng tấn công và tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập và chống lại nhiễm trùng. Tuy nhiên, khi bị vẩy nến, các tế bào T lại tấn công tế bào biểu bì da, làm cho các tế bào da bị tăng lên và chết đi nhanh chóng. Chúng được đẩy lên bề mặt da, gây ra các vùng da bị viêm đỏ kèm theo ngứa ngáy. Do di truyền, nếu có gen bệnh vẩy nến sẽ làm tăng nguy cơ mắc vẩy nến. Bệnh vẩy nến cũng có yếu tố lịch sử gia đình, các yếu tố nguy cơ kích hoạt bệnh, chế độ ăn uống, tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa, trái cây, họ cam, quýt, uống quá nhiều rượu, cháy nắng, thời tiết lạnh, khô, xì chết kéo dài, béo phì, thừa cân, hút thuốc lá, sử dụng một số loại thuốc nhất định, nhiễm trùng như viêm họng liên cầu khuẩn, viêm họng do sở chệm tỏ có cơ sở, nấm, candida ản bị cạn, chảy xước và tổn thương da. 4. Biến chứng của bệnh vẩy nến. Vẩy nến là một bệnh không ổn định, nếu không được chăm sóc và điều trị đúng, người bệnh có thể bị các biến chứng sau: đỏ da toàn thân, vẩy nến mủ, viêm khớp, nhiễm trùng da. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy vẩy nến là yếu tố nguy cơ đối với hội chứng chuyển hóa và bệnh tim mạch, nghĩa là dễ mắc hội chứng chuyển hóa và bệnh tim mạch hơn, nhất là đối với những người bị vẩy nến nặng. 5. Cách điều trị bệnh vẩy nến hồng. Trong hầu hết các trường hợp, vẩy nến hồng sẽ tự khỏi bệnh trong từ 3 đến 8 tuần mà không cần phải sử dụng đến thuốc. Việc điều trị chủ yếu là điều trị các triệu chứng ngứa. Các loại thuốc có thể được dùng bao gồm: một, thuốc kháng virus như acid lover, femcitlover hoặc kháng sinh như là erythromycin. Các thuốc này có thể rút ngắn thời gian bị bệnh xuống 1-2 tuần. Trong trường hợp bệnh nhân cảm thấy ngứa nhiều, bác sĩ điều trị kê kem có chứa corticoid như elomet, flucina, dipyrrolson để giúp bệnh nhân giảm các triệu chứng ngứa. 2. Các loại xà phòng có hắc ín hay axit xạ lỉn xì lịp có thể giúp làm bong gậy. 3. Có thể sử dụng các thuốc kháng hịt sở tạ mìn như cetirizin, diphenhydramine, chlorpheniramine, loratadin. 4. Thông thường bệnh nhân sẽ được khuyên nên tắm nước ấm với dung dịch calamine và tránh các hoạt động thể lực gây mồ hôi nhiều, nghỉ ngơi trong điều kiện nhiệt độ mát và thông khí tốt để làm giảm các cảm giác khó chịu. 6. Điều trị bệnh vẩy nến hồng bằng thuốc đông y rỉa trần 10. Thuốc chữa nấm da trần 10 được bào chế từ các cây dược liệu đông y dị quý hiếm như uy linh tiên, hoàng đơn, cỏ mần trầu, cỏ ngự sắc, hùng hoàng, hương nu. Công dụng: đặc trị nấm á sừng, nấm móng, viêm da cơ địa, lang ben, nấm tổ địa, eczema, nấm tóc, hắc lào, các bệnh nấm khác. 1. Cam kết sẽ làm cho khách hàng hài lòng. 2. Được bào chế từ nhiều loại thảo dược, rễ cây quý hiếm, ai cũng có thể dùng được. 3. Hiệu quả trông thấy, khác biệt so với các loại thuốc điều trị nấm tây y chỉ chuyên về kháng sinh. Hướng dẫn sử dụng: ngâm rửa vùng da bị bệnh bằng lá trầu không và bổ kết, nấu 500ml với tỷ lệ 3 quả bổ kết 5 lá trầu không hoặc nhiều hơn, từ 20-30 phút để loại bỏ da chết, vừa ngâm vừa kỳ bỏ da chết bên ngoài. Chú ý: một, trước khi sử dụng phải lắc đều lọ thuốc, bôi phủ kín vùng da bị bệnh. 2. Lau khô trước khi bôi thuốc. 3. Ngày bôi thuốc nhiều lần, ít nhất 3-4 lần, ngày, kiêng kỵ. 1. Không ăn các thức ăn canh, có tính hàn, cá, cua, tôm, cá, thịt gà, thịt chó, hải sản biển. 2. Tránh để vùng xoa thuốc tiếp xúc với các chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm, xà phòng. 3. Tuyệt đối không tiếp xúc thường xuyên với nước, ngoài tắm rửa hàng ngày. Kết hợp điều trị. 1. Nên uống nhiều nước lọc, nước ép cam,
chanh, sinh tố hoa quả. 2. Ăn hoặc uống nước xay từ rau diếp cá, rau má, xài đất. Có tác dụng làm mát, giải độc. 3. Kết hợp luyện tập để mau khỏi bệnh, nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lại xuề ra, cứ như thế cho máu lưu thông ở tay. Chân cũng vậy, tìm cách tập cho máu lưu thông đến các đầu ngón chân để nuôi da đối với trường hợp bị bệnh ở tay chân. Liệu trình sử dụng, dùng tối thiểu trong 4 tuần để đạt hiệu quả tối đa. Chống chỉ định, tránh bôi lên vết thương hở. Không được uống. Bảo quản, nơi khô thoáng, tránh xa tầm tay trẻ em. Tham khảo thêm.